Ở đây sẽ chạy thẳng rừng luôn. Cầm đi vẫn không bắn đi chán. Đừng chán đời. Được chưa? Anh Tâm nha, ra hồ đi. Chia tem đây, anh đi thế nào? Đi. Có địch trước mặt, có địch trước mặt. Có địch trước mặt. Không ổn rồi. Đứng đây nhá. Đứng đây anh vào lên hỗ trợ đội trên kia, được không? Đứng đây. Trước mặt. Chết rồi. Pan 5. Bên địch chết thêm người nữa rồi, kìa. Chết chưa, giơ tay lên như nào đây. Ok, chết chưa. Bắn chúng rồi, chết chưa đây. Không dừng, anh em đi 3 người vào thì dễ hơn. Anh em chỉ có 3 thôi, còn 3 anh em mình thôi. 8 như nào thôi, Viễn. Ok. Viễn đi với anh nhé. Viễn này. Đừng đứng đấy hở, bên kia nó bắn vào sao? Nghe anh nói không ở kìa. Đi nha, có giữ lời nhé. Để góc. Góc chéo 10 giờ. Pan 5. 3 người. 3 mà. Pan 5. Duy chết rồi. Pan 5.
anh đang tấn công tầng sâu rồi đó. Lên đây nào bấy giờ. Quá thằng Việt hút bóng hút đây nhá, để canh cũng để canh sau gần nhá. Mấy còn bao nhiêu đạn nữa? Chết rồi. Đến đây chào mày bóng luôn. Tùy chết thôi nhá. Cậu giờ bắn linh tinh đi, cậu giờ bắn linh tinh đi. Súng lục đâu, súng lục đâu, súng lục. Pan 5. Pan 5. Pan 5. Ờ, chết rồi. Về vai.